hãy trở về lắng nghe đại dương bên trong, vì bạn biết rằng như vậy là đã quá đủ rồi đó. Đừng nói nữa, đừng hành động nữa, kể cả đừng phải suy nghĩ gì nhiều nữa. Dừng lại ba nghiệp thân, khẩu, và ý. Dừng lại mọi sự tạo tác, những bad karma, những nghiệp xấu. Mình biết rằng mình đang tạo ra những nghiệp xấu thì nên dừng lại. Dừng lại không phải là bỏ cuộc, không phải là hèn nhát, không phải là thiếu trách nhiệm, mà là một hành động khôn ngoan để quay về làm mới lại ba nghiệp, để quay về kết nối sâu với sự mênh mông rộng lớn ở bên trong. Nếu như chúng ta lao ra bên ngoài mà làm được rất nhiều việc, điều lợi ích cho đời, chúng ta tỏa sáng với những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, chúng ta có thể thực hiện được rất nhiều hoài bão lý tưởng, mang lại nhiều lợi ích cho đời, thì hãy cứ tiếp tục. Nhưng mà nếu mình ý thức rằng mình đang trong một giai đoạn không tốt, đây không phải là một sự hài lòng thật sự, thậm chí là khinh thường, chán ghét bản thân, thì hãy nên quay về với đại dương mênh mông. Dù chỉ là vài giờ thôi, dù chỉ là mỗi sáng thức dậy cần một giờ đồng hồ để quay về kết nối với đại dương của sự im lặng. Im lặng là đại dương. Im lặng ở đây có nghĩa là không kết nối với thế giới bên ngoài nữa. Dừng các cuộc chuyện trò gặp gỡ không cần thiết. Người trí là chỉ nên gặp những người nào cần gặp, chỉ làm những gì nên làm. Vậy thì khi mình là một người tỉnh, một người trí, thì mình biết bây giờ mình nên làm gì và không nên làm gì. Có thể là trong cái khung giờ này, buổi sáng hôm nay, mình đừng nhấc điện thoại, đừng lên mạng, đừng đôi co với ai hết, đừng suy nghĩ đến cái việc đau lòng đó nữa. Mà nên làm đó là ngồi yên xuống, thư giãn, mỉm cười, thở những hơi thở tự nhiên và lắng nghe âm thanh xung quanh. Trong sự im lặng đó, ta có thể kết nối sâu với thực tại qua khả năng lắng nghe vốn có trong mỗi người. Có một hôm Đức Phật mời Thầy Ananda, thị giả của Đức Phật, thỉnh một tiếng chuông. Sau khi tiếng chuông kết thúc, Đức Phật hỏi: Thầy có nghe không? Thầy Ananda đáp: Bạch Đức Thế Tôn, con có nghe ạ. Sau một hồi lâu, Đức Phật lại hỏi Thầy Ananda: Bây giờ thầy có nghe không? Thầy Ananda đáp: Bạch Đức Thế Tôn, con không nghe nữa ạ. Đức Phật nói: Tại sao thầy không nghe? Thầy Ananda thưa: Bạch Đức Thế Tôn thì không có tiếng chuông thì con không nghe. Đức Phật nói: Không, thầy sai rồi. Không có tiếng chuông thì thầy vẫn nghe cái không có tiếng chuông. Tiếng chuông là một hiện tượng đến rồi đi. Mọi sự vật sự việc trong đời sống đến rồi đi. Thầy không nhất thiết phải chạy theo cái sự đến đi đó, để chỉ biết rằng thầy cũng chỉ là một cái gì đó bị dao động liên tục đến và đi. Khi âm thanh xuất hiện thì thầy nghe có âm thanh xuất hiện. Âm thanh ở cường độ cao tốt nhất thầy cũng biết. Và âm thanh kết thúc thầy cũng biết. Âm thanh không còn nữa, âm thanh của tiếng chuông ấy, thầy cũng biết. Thầy đang nghe âm thanh không có tiếng chuông. Thậm chí là không có bất cứ tiếng động nào, ta vẫn nghe. Nghe tức là biết. Thiền tập là hành trình quay về, khôi phục lại tính biết, tính lắng nghe có sẵn trong mỗi người. Không phải là mình cố gắng làm cho mình tỉnh thức, cố gắng làm cho mình nhận biết, mà hạt giống tỉnh thức
và nhận biết là có sẵn trong chúng ta. Nếu nó không có sẵn, không biết mời đến bao giờ nó mới lên được. Trong khi đó, chúng ta chỉ cần ngồi yên xuống. Chịu khó làm một vài động tác nhỏ, đó là thở vào, thở ra, có chủ ý, rồi lại không phải làm gì nữa hết. Vì hơi thở không cần phải làm. Hơi thở vẫn thở một cách tự nhiên, theo tiến trình của nó. Rồi chúng ta lại làm một chút xíu nữa, là chú ý vào, quan sát vào. Rồi cũng không cần phải cố gắng nhiều nữa. Tới một lúc nào đó, sự chú ý, sự quan sát, nó sẽ đạt tới cái đà, để rồi ta không cần phải làm nữa. Tự động chú ý, tự động quan sát, tự động cảm nhận hết mọi thứ đang diễn ra. Đó là một thứ vô cùng quý báu. Khi chúng ta bắt được thứ quý báu này, tiếp tục nuôi dưỡng ý thức rằng lúc nào ta cũng có khả năng nhận biết, bất cứ lúc nào nếu chúng ta muốn, chứ không phải là mất nửa giờ, một giờ, nhiều ngày, nhiều năm thì sự nhận biết nó mới quay về. Quay về trong tích tắc. Để rồi chúng ta tách mình ra khỏi con người u mê, con người còn rất nhiều bóng tối. Hôm nay chúng ta lại được hướng dẫn trong bài thiền tọa. Đó là bạn không chỉ quan sát được một đối tượng, mà bạn trong một lúc có thể quan sát đến hai đối tượng. Và sau này chúng ta sẽ tập quan sát nhiều đối tượng cùng một lúc. Thông thường thì chúng ta cũng làm 2 trong 1, 3 trong 1, 4-5 cái trong 1 cùng một lúc, phải không? Nhưng mà chúng ta trực bắt nhiều hơn. Chúng ta vật vã, chúng ta căng thẳng, chúng ta làm không có chất lượng cái nào ra cái nào. Đó là một sự hối hả, một sự chụp bắt, một sự căng thẳng. Ở đây chúng ta quan sát hai đối tượng, chúng ta rất thư giãn, rất điềm tĩnh. Chúng ta quan sát rõ từng chi tiết đường nét của đối tượng. Và chúng ta thật bất ngờ vì biết rằng khả năng quan sát, tức là mindfulness của chúng ta khá rộng lớn. Khi nó quét qua là nó có thể ghi nhận được rất là nhiều âm thanh. Từ những âm thanh rất gần đến những âm thanh rất xa. Và khi lắng nghe đó, chúng ta thực tập im lặng, không nói năng, không để suy nghĩ xuất hiện trong đầu, để nó phân tích, chia sẻ, phê bình, nhận xét, đánh giá, rồi bỏ thêm thái độ thích hay là không thích. Đừng làm thế. Mà nếu lỡ những cái thứ đó nó xuất hiện một cách tự nhiên, như là thói quen của chúng ta, thì ghi nhận, mỉm cười. Là khi nghe tiếng gà gáy thì mình thích, cho nên mình đã khoan khoái. Hay là tiếng chim hót, rồi mình muốn duy trì cái âm thanh này liên tục. Thiền tập thì đừng nên làm thế. Ngoài thiền tập thì có thể làm thế, nếu bạn chưa đưa thiền vào trong đời sống được. Còn vào trong thiền tập thì mình chỉ mời lên cái sự thuần khiết. Đó là nhận diện đơn thuần. Tôi đang nhận diện có âm thanh đó. Trong thực tại, tôi lắng nghe, tôi kết nối, tôi nhận biết. Tôi nghe tiếng chó sủa rất là ồn, tiếng người cãi cọ bên nhà, tiếng công trình đang rất là căng não. Nhưng mà tôi vẫn mỉm cười ghi nhận tâm phản ứng của mình khi nghe âm thanh đó. Tôi đã không thích, tôi muốn loại trừ, tôi muốn nó chấm dứt, tôi thu cái muốn đó lại. Tôi chỉ là một kẻ quan sát, khách quan. Tôi không muốn can thiệp. Bình thường thì tôi sẽ can thiệp, nhưng mà trong cái giờ phút linh thiêng thiền tập này, tôi muốn tiếp xúc với con người thuần khiết. Tôi muốn mời lên cái khả năng đặc biệt là tôi hoàn toàn có thể không can thiệp vào bất cứ những gì xảy ra, dù là hấp dẫn hay là tiêu cực, gây khó chịu.